Nhạc sĩ Phan Văn Minh, cái tên từ lâu đã quen thuộc với công chúng yêu âm nhạc Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung với ca khúc Thiếu Nhi, Cả Nhà Thương Nhau. Một lần nữa lại giành giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài Mái Ấm Gia Đình với khúc Trầm Hương Giao Thừa. Nhiều người cho rằng thành công của ca khúc này không chỉ dừng lại ở giới hạn một giải thưởng của cuộc thi tầm cỡ cả nước, mà còn ở chỗ Phan Văn Minh đã lặng lẽ đốt lên trong trái tim mỗi người Việt hơi ấm nồng nàn của mùa xuân, của tình người vào giờ phút thiêng liêng nhất. Nói cách khác, bằng ngôn ngữ âm nhạc, bằng những rung động âm thanh, Phan Văn Minh đã mang đến cho người nghe những tình cảm sâu lắng từ cội nguồn trái tim khó nói thành lời. Năm 2007 có thể nói là một năm được mùa của nhạc sĩ Phan Văn Minh khi anh vừa mới giành giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở Trại Sáng tác Âm nhạc phía Nam tổ chức tại Vũng Tàu với ca khúc Ru Tình Bên Sóng. Nhưng điều làm anh hạnh phúc nhất có lẽ là thành công của khúc Trầm Hương Giao Thừa, một đứa con tinh thần anh ấp ủ từ khá lâu mà có lần Phan Văn Minh nói vui. Để có ca khúc này, tôi đã trải qua hơn nửa thế kỷ làm con, làm chồng và làm cha. Thật vậy, nếu không có sự trải nghiệm, không sống trong một mái ấm gia đình, cha mẹ, con cái, anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hẳn sẽ rất khó cho một ca khúc kiểu khúc Trầm Hương Giao Thừa ra đời. Với người Việt, giờ phút giao thừa vô cùng thiêng liêng, cao đẹp. Vào thời điểm ấy, mọi thành viên trong gia đình đều trở về mái ấm của mình để quây quần bên nhau trong khói hương trầm bản lãng, để được tận hưởng không khí nồng ấm của mùa xuân đang đến gần. Trong không gian ấy, khúc Trầm Hương Giao Thừa được hát lên như là lời yêu thương đầm thắm, dài dứt trong tâm hồn mỗi người, như nhiều lần chính nhạc sĩ của nhạc phẩm này đã hát cho anh em bạn bè cùng nghe bên ly trà thơm giữa vườn xanh cây lá. Không phải là chỉ bây giờ nó mới là hình thành,
Mà nếu nói một cách trung thực thì thực ra bài này nó là một cái gì nó đã qua một cái sự trải nghiệm của một của gần hết một đời người. Bởi vì từ khi tôi sinh ra trong cái gia đình này thì đã biết được cái không khí gia đình của cha mẹ ông bà, với cái tâm lòng của một đứa con thì mình cũng luôn luôn mong muốn được là sống trong ngôi nhà êm ấm. Và sau này khi có gia đình riêng thì cái điều đó càng tôi càng thấy rõ, tức là cái người cha người mẹ bao giờ cũng mong muốn được có những đứa con nó quay quần bên mình. Dù nó đi xa thì mình cũng luôn luôn dõi theo cái bước chân của nó, dù nó đi chân trời góc bể nào thì người cha mẹ cũng luôn luôn là hương trông ngóng về những đứa con mình. Do đó là cái khúc trầm hương giao thừa cũng giống như là một cái nén hương, cái nén trầm hương đốt lên trong trái tim của từng người, của mỗi người Việt Nam mình, trong từng gia đình Việt Nam mình, để từ đó nó khơi gợi dậy, nó ấp ủ những cái niềm tri ân, những cái tình thương và những cái tâm thức về cội nguồn của người Việt Nam. Thế nên luôn luôn là chúng ta đi xa đâu nữa thì cái mỗi lần nhớ lại những cái ngày đoàn tụ đó với cái khói trầm hương nghi ngút trong cái đêm giao thừa đó, lại nhớ đến cha đến mẹ với cái niềm biết ơn, niềm thương yêu và muốn quay lại với cái mái nhà xưa của mình. Khúc trầm hương giao thừa có lẽ khó tìm được sự thành công ở hình thức biểu diễn trên sân khấu, mà sẽ lặng lẽ lan tỏa trong tâm hồn mỗi người khi nó được hát lên trong không gian sum họp gia đình mỗi dịp bên nhau, mỗi mùa xuân đến. Với ca từ dung dị, giai điệu được chất lọc nhẹ nhàng, thanh thoát, khúc trầm hương giao thừa dễ hát, dễ đi vào lòng người như một chất men cay thấm dần và lan tỏa dần. Lần đầu tiên anh Minh hát cho tôi nghe bài này thì tôi rất cảm động, và nói thật là lúc đó tôi gần khóc, bởi vì ca từ của bài hát nó rất là gần gũi, rất là dung dị, những cái điều mà người ta đã cảm nhận được hết rồi, nhưng mà chưa bao giờ có một người nói ra một cách nó gần gũi và nó giống như cái hơi thở của mỗi con người. Ở góc độ âm nhạc thì cái bài này anh Minh viết ở dưới cái thể hai đoạn đơn có lặp lại, và cái không gian của nó có thể hình dung là ở đoạn một thì nó đi theo cái trật tự về thời gian. Thời gian có thể là từ hiện tại rồi quay về quá khứ để nhớ lại cái cội nguồn, rồi sau đó cái đoạn hai thì lại đi từ cái chỗ là từ một cái cụ thể, rồi là nâng ra một cái tầm khái quát cao hơn chút. Cái đoạn hai thì có cao trào, nhưng nó không phải là cái mà để mà gào thét, mà nó giống như cái gì đó nó xoáy sao vào cái tâm hồn của người, nó dai dứt và nó làm người ta phải nhớ đấy. Thì bài hát của anh Minh, bài hát này là một cái bài hát giống như nhiều người đã nói, tức là nó xoáy được vào một cái khoảng trống mà mỗi con người người ta thấy cần. Tôi thì tôi đã được đọc cái ca khúc Trầm Hương Giao Thừa của Phan Văn Minh từ khi nó đang còn là một bản thảo, trước 3 tháng rồi Phan Văn Minh mới gửi đi dự thi. Và về nhạc lý thì tôi không rành lắm, nhưng có điều là tôi cũng đã xem cái ca từ, và đặc biệt là tôi đã nghe chính Phan Văn Minh hát. Thì thú thực là lúc đó tôi có một cái cảm nhận khá đặc biệt, và tôi cảm thấy có một gì đó xúc động vô cùng. Hình như Phan Minh đã nói hộ tôi những cái điều mà tôi chưa nói được. Nhất là khi tôi nghe cái âm điệu của cái đoạn điệp khúc, Phan Văn Minh đã làm tôi nghĩ đến gia đình tôi và gia đình của nhiều người khác ở trong cái thời buổi bây giờ. Hình như tác phẩm này
nó mang đậm cái sự trải nghiệm và cái hoàn cảnh rất riêng của một gia đình Phan Văn Minh. Nhưng đồng thời tôi nghĩ đây là một tác phẩm nó đã nói được tất cả rất nhiều những cái gia đình khác. Cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ là bài hát này có thể là chắc chắn đi vào lòng người và sống ra sống bền ở trong lòng người. Khóc rơi bên vai cha, thèm được bi bô
không ồn ào sôi động, nhưng khúc Trầm Hương Giao Thừa của Phan Văn Minh lại đủ sức dục dã lòng người, dù có đi đâu xa, ở phương trời nào, cũng mong ngóng ngày trở về với mái nhà xưa, để được yêu thương, được ngây thơ như lên ba, như bé thơ trong vòng tay mẹ. Đối với âm nhạc mình ngồi đỡ, nhưng mà riêng cái ca khúc Trầm Hương Giao Thừa của nhạc sĩ Phan Văn Minh thì mình cũng có thể cảm nhận được đôi điều. Thứ nhất là cái ca khúc này nó đi vào lòng người, vào cội nguồn tâm linh mà mỗi người Việt Nam đều phải có, đó là gia đình. Vì dù gì đi chăng nữa thì khi mùa xuân về tới đấy, gia đình là một tiếng gọi rất là thiêng liêng. Và bài hát của anh Phan Văn Minh đã nói lên được điều đó, đã khai thác được cái khía cạnh tâm hồn rất sâu thẳm ở trong mỗi con người, mà đó phải là người Việt Nam. Trong một lần mình có nói chuyện với nhạc sĩ Phan Văn Minh thì anh Minh cũng có nói rằng anh mong cái ca khúc khúc Trầm Hương Giao Thừa nó sống trong mỗi gia đình hơn là sống trên sân khấu. Và mình thì mình nghĩ rằng với sự thành công của khúc Trầm Hương Giao Thừa thì nó có thể sống được nhiều nơi, mà trước hết là sống ở lòng người rồi. Sống ở lòng người thì sức sống của nó sẽ lâu bền hơn. Mà khi nghe cái bài hát mà khúc Trầm Hương Giao Thừa của nhạc sĩ Văn Minh á, thì tôi thấy trong lòng bồi hồi xúc động, là tôi lại nhớ những đứa con ở xa, trong lòng mang ở xa, học hành ở phương xa, và tôi khắc khoải mong có một cái ngày nhân dịp Tết này, để cái mùa xuân này để về đoàn tụ trong gia đình. Với khúc Trầm Hương Giao Thừa của Phan Văn Minh, mỗi người hãy nâng niu và tước lên một tí, và ca khúc này sẽ có cơ hội được lan tỏa. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Văn Minh đã mang đến cho cuộc sống này những nốt nhạc, những lời ca như là lời của trái tim yêu thương. Chờ đón giao thừa trong ngôi nhà xưa, những đứa con xa từ chân trời sóng gió bao là nay đã về, trong mái ấm gia đình đã nghe mùa xuân đến bên hiền nhà. Giao thừa ôn câu chuyện xưa, nhớ tháng năm xa dường nghe còn ấm áp tay trà câu hát mẹ. Chim vỗ cánh bay đi một hôm chợt nắng gió xuân về lại nhớ nhà. Bay nhẹ hương trầm giang thơm trong đêm cuối năm, quay về mái nhà để được yêu thương, được ngây thơ, thêm được khóc rơi bên vai cha, thêm được bi bô như lên ba, như bé thơ trong vòng tay mẹ. Vào tim con đi bốn phương, đêm nào xưa người chợt dừng chân trên đường bốn ba, bồi hồi nghe rưng rưng trong ta hồi nguồn thiêng liêng nơi quê xa, như khói hương giữa đêm giao thừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân trời sóng gió bao là nay đã về. Trong mái ấm gia đình đã nghe mùa xuân đến bên hiên nhà. Giờ phút giao thừa bốn câu chuyện xưa nhớ tháng năm xa dường nghe còn ấm áp tay trà câu hát mẹ chim vỗ cánh bay đi một hôm chợt nắng gió xuân về lại nhớ nhà bay nhẹ hướng dàng thơm trong đêm cuối năm quay về mái nhà để được yêu thương được ngây thơ thèm được khóc rơi bên vai cha thèm được bi bô như lời